Ladybird, cậu là cộng sự tuyệt vời nhất. Ồ, cậu cho mình đó sao? Cậu chu đáo quá đi. Là người mới sao? Chào cậu, đẹp trai. Wow, cho mình đó hả? Xin lỗi nha, Ladybird, mình phải đi đây. Chờ mình với, mình đến đây. Chào. Ồ, răng nanh của cậu xinh xắn quá đi. Ồ, đồ phản bội. Mình sẽ không để cậu yên đâu. Mình phải nghĩ ra một kế hoạch thật tốt. Cái tên ma cà rồng đó phải coi chừng mình đi. Mình sẽ giải quyết bí ẩn này. Cậu sẽ phải hối hận vì dám động đến mình. Được rồi, để xem nào. Làm cách nào để đánh bại ma cà rồng đây ta? Mình sẽ dùng tỏi trước. Thêm một tí vitamin D từ mặt trời. Rồi dùng chung tất cả với cọc gỗ. Mong là cậu thích muối. Hay lắm, kế hoạch này hoàn hảo đó. Vào việc thôi nào. Chào buổi sáng, mèo cưng. Cậu có đói không? Mình có bất ngờ cho cậu đây nè. Mình muốn đó. Nhìn ngon quá đi. Làm ơn đi mà. Mình chỉ cần nhiêu đó để ăn sáng mà thôi. Chờ mình một chút nha, cục cưng. Để xem cậu có thích tóc tai hương tỏi hay không. Nè, cẩn thận nha. Hình như ném quá tay rồi. Cậu chính thức được mời đi ăn sáng cùng với mình. Bữa ăn của cậu đến rồi nè. Quá lắm rồi đó nha, khát no. Mình tưởng cậu là người hùng chứ. Hay chúng ta chơi trò này đi. Là tia laser. Mình nhất định phải bắt được nó. Sắp bắt được rồi. Xích nữa thôi. Mình đến để cứu cậu. Kế hoạch thất bại rồi. Chắc mình phải gạch tỏi ra khỏi danh sách thôi. Không thể bỏ cuộc được. Mình sẽ khiến tên ma cà rồng kia phải hối hận. Tốt, trúng ngay đích. Mặt trời sao? Hôm nay là ngày hoàn hảo để hẹn hò. Được, mình đến đây. Tiệc tùng đến đây là hết rồi. Chúng ta tăng nhiệt lên nào. Mặt trời. Mình để kem chống nắng ở đâu rồi? Mình đặt nó ở đâu đó gần đây mà. Khác đó, cậu làm gì đi chứ? Mình sẽ nghĩ ra cách ngay. Chút nữa mình quay lại. Đừng lo Polly, mình sẽ cứu cậu. Cứ tin ở mình. Cậu phá hoại hết rồi, khét nó. Cậu sẽ phải hứng chịu tất cả. Dự báo thời tiết hôm nay, trời rất nắng. Da của mình cháy rồi. Cũng không có tệ đến như vậy đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Được rồi, phải hạ nhiệt cho cậu thôi. Nè, cậu vừa làm gì đó? Đúng là không tin nổi mà. Mình có làm gì đâu. Không thể tin nổi họ vẫn còn quen nhau được. Mặt trời cũng vô dụng. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Được rồi, đồ hút máu. Cậu sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị đón nhận chiêu đặc biệt của mình đi. Đây là vì cậu dám cướp đi cộng sự của mình. Cậu sẽ hối hận vì đã được sinh ra. Phiêu, bắt đầu vào việc thôi nào. Làm sao để mình phá hoại một buổi hẹn hò ngọt ngào? Tất nhiên là với một nắm muối vừa phải rồi. Nhưng đừng có nói với ai đó nha. Mình sẽ xử lý những ai dám làm phiền cậu, cục cưng. Bạn gái mới của cậu không được đi đâu cả. Mình đảm bảo đó. Vui vẻ nha, cặp uyên ương. Khét no, cậu đúng là mình bị bẫy rồi. Chuyện gì vậy? Chỉ là chút muối thôi mà, cục cưng. Ngồi yên đi, ngẫm nghĩ về chuyện mình đã làm. Hôm nay nhìn cậu xinh quá, Polly. Mình đã làm gì để nhận lấy chuyện này chứ? Nhưng mình có thể xử lý được. Dễ như ăn bánh. Đánh bại ma cà rồng không dễ như vậy đâu. Không thể tin là tên ma cà rồng lại thoát nguy lần nữa. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khét no, cậu là của mình. Đúng, mình là của cậu. Cậu ấy bị thôi miên rồi à. Polly, có thể là cậu rất mù mô, nhưng mình vẫn thông minh hơn nhiều. Điểm A cộng môn hóa là bằng chứng.
bắt đầu làm việc thôi. Bỏ thêm cái này, rồi cái kia vào. Cũng được đó chứ. À ha, vừa đúng lúc đó nha. Mình đang thực hiện thí nghiệm cực kỳ quan trọng. Nhỏ một giọt vào rồi. Được đó. Mình đã tìm ra thuốc chữa thuật thôi miên. Chờ mình khát no, mình sẽ đến ngay đây. Ồ, cậu không biết là ma cà rồng khổ đến cỡ nào đâu. Xem ai trở lại đây có nhớ ta hay không. Hất một, ngươi không được phá hoại buổi hẹn hò. Cậu lại đi bắt ruồi sao, mèo cưng? Hài hước quá đi. Mình đến vì cậu đây, khát no. Hả? Hất một, ta sẽ không để ngươi động đến cộng sự đâu. Nè, cậu vướng víu quá đi. Ủa, xin lỗi nha, mình không cố ý. Nhà ngươi tiêu đời rồi, khát no. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu. Ồ, tội nghiệp mèo cưng quá à. Nhỏ tiếng thôi. Không, đừng là cuốn mà. Mang nó ra khỏi đây đi. Chào bô bô đi, anh bạn. Chắc là cậu ấy ở đâu đó gần đây thôi. Đánh đường đi, đồ thua cuộc. Đừng có đùa nữa mà. Bắt đầu tìm đi. Được thôi. À, khét no. Nè, chúng ta đang làm nhiệm vụ đó. Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu ấy ở đằng đó. Đừng có cãi mình mà, Ladybug. Sắp đến nơi rồi. Mình cảm nhận được rồi nè. Đây. Cho ta vào. Hấp một, mở ra. Ow. Cậu đúng là ngốc nghếch mà. Nhìn đi, tay cầm ở ngay đó thôi. Bỏ cuộc đi, hấp một. Ờ, hai người đó đang làm gì vậy? Ngươi sẵn sàng chưa nào, khát no. Đừng mà, ngươi độc ác quá đi. Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy, tên ác nhân. Hả? Lại nữa sao? Chào là mình đây. Được rồi, đưa cậu ra khỏi đây thôi. Tình yêu, cậu cứu mình rồi. Vì cậu mình làm gì cũng được. Khát no. Khoan đã, chờ chút. Ngươi đừng hòng nha, hất một. Chờ mình một chút, tình yêu à. Đây, khát no. Nó làm hơi thở thơm đó. Cảm ơn Ladybug. Bỗng nhiên mình cảm thấy tuyệt lắm. Chúng ta nói lời chia tay thôi. Ngươi sẽ phải trả giá. Không không. Holly, coi chừng. Hả, mình ở đâu đây? Mình làm sao vậy? Không, cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi mà. Tỉnh dậy đi nào, Wesley. Mở mắt ra đi mà. Wesley, tỉnh dậy đi mà. Em cần phải bình tĩnh lại. Tình trạng của bạn em đang rất tệ. Xin cậu hãy tỉnh dậy đi mà. Cảm ơn Thiên. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ma cà rồng không bao giờ bị ốm cả. Cha, vậy là xong. Không cần phải cảm ơn đâu. Đây, đây là đâu? Mình ngủ quên à. Cậu cũng ở đây sao? Quét đi, cậu tỉnh rồi. Mình cũng nhớ cậu lắm Thiên. Cha, hẹn gặp lại cậu sau. Rất vui vì cậu đã trở lại, quét đi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Được rồi bạn yêu, chính là nơi này nè. Đây chính là nơi chúng ta cần tìm. Cậu đang làm rất tốt đó. Tiếp tục phát huy nha. Nè, cẩn thận đi chứ. Đứng sang một bên đi, quét đi. Xem mình làm mà học hỏi nè. Không có gì móng vuốt của mình không thể xử lý. Không thể phủ nhận được. Thấy rồi chứ, mình đã nói mình làm được mà. Cái gì kia? Không có gì cả. Như vậy là được rồi chứ, Enix. Mình sẽ quay lại ngay. Cậu cần gì? Chỗ này có người rồi anh bạn à. Đừng làm phiền mình nữa. Tuyệt. Ăn tối thôi. Cho hai cốc cà phê. Đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Ý, cậu không còn món gì ngon hơn sao? Soda được không ạ? Không, mình cần thứ gì đó thật khác biệt. Ai đó cứu với. Ngon hơn cà phê nhiều đó.
chúng ta nên làm gì đây, Westy? Chào em, hôm nay trông em xinh lắm luôn á. Cảm ơn, anh dễ thương quá. Em yêu. Ừ, đồ dối cá. Rồi anh sẽ phải hối hận. Chúc ngon miệng bạn yêu. Chuyện gì xảy ra giữa ma cà rồng với gương vậy? Mình phải trang điểm bằng cách nào bây giờ? Westy, thật là kinh dị mà. Cậu nhìn xem kìa. Bộ vui lắm hả? Hả? Để xem các cậu còn vui được bao lâu. Alexa, nhận lấy nè. Chuyện gì vậy? Con mèo cướp mất lưỡi cậu rồi sao? Các em tập trung nào. Đến giờ kiểm tra rồi. Xong đời mình rồi. Nhưng mà cũng may là mình có móng vuốt nè. Bước đi hay đó bạn yêu. Nhưng phải làm sao với bài kiểm tra đây? Dễ quá đi. Được rồi, mình cần cậu giúp baby. Chia sẻ bài làm cho mình nào. Làm tốt lắm. Có chuyện gì sao cô Penny? Em sẽ nhận được điểm F cho bài kiểm tra. Em nghĩ cô nên cho em điểm A. Wow, chúng em làm xong rồi thưa cô. Tất cả các em đều được điểm A cả. Cái khối lập phương này làm sao vậy? Thật ra rất đơn giản đó, Enix. Không thể tin vào sự thông minh của mình luôn. Không được. Ô không. Mình đến ngay, Enix. Cậu có sao không? Cậu đã cứu mình. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Cậu không hút được một giọt máu nào của mình đâu. Thời tiết hôm nay đẹp quá đúng không? Ai đó làm ơn hãy dập tắt ánh mặt trời đi. Đừng lo, Westy đi. Mình sẽ đưa cậu ra ngoài. Sáng quá, sáng quá. Được rồi, mình sẽ lo liệu chuyện này. Vậy là xong. Ánh mặt trời biến mất rồi. Cảm ơn cậu, Enix. Cậu đã cứu mình khỏi nguy cơ rất lớn đó. Mình phải bôi kem chống nắng thôi. Đừng lo Thiên. Mình không có quên cậu đâu mà. Westy, mình có quà cho cậu nè. Hẹn gặp lại vào buổi tối nha. Mình chưa từng nghĩ rằng dù lại hữu ích như vậy. Nè, sao người dám bay đi mất hả? Mình đang bùng cháy. Nhưng không sao, mình biết cách xử lý rồi. Mình cần một ít nọc độc bọ cạp, một giọt nước bọt sói, và không thể thiếu đôi cánh của ma cà rồng. Thật hoàn hảo. Thử xem sao. Đây chính là thứ mà mình cần. Thành công rồi. Mình đúng là một phù thủy hắc ám thật thụ. Đây rồi. Đừng bao giờ rời khỏi mình nữa nha. Enix. Chào cậu, mình đến ngay đây. Công chúa yêu dấu của anh. Nè, còn anh thì sao? Nhanh nào Westy, chúng ta sắp trễ rồi. Enix. Em phải là của anh. Không có gì quan trọng hơn một bộ móng vuốt hoàn hảo. Bắt đầu thôi nào. Em ấy đang ở đâu đó quanh đây. Có lẽ là bên trong tòa tháp cao kia. Tình yêu ơi, anh đến đi. Dễ quá dạ. Chào em, Enix. Đi hẹn hò thôi nào. Sao anh có thể? Anh đến để mời em đi hẹn hò. Xin lỗi anh, Frankie. Anh không phải là gu của em, nên em từ chối. Nhưng Frankie yêu Enix mà. Thả em ra. Westy à, giúp mình với. Cậu gọi mình nè, Enix. Hả? Thật kỳ lạ. Enix. Nơi này không có gì để ăn sao? Có chứ, đồ ăn vặt của em nè. Em quên mất, em đang giảm cân. Sao chúng ta không tổ chức hôn lễ nhỉ? Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Thả bạn mình ra ngay lập tức. Westy, nhìn nè, là kim cương thật đó. Không phải tuyệt vời quá sao? Tốt hơn là ngươi nên coi chừng. Mình chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ngươi đây. Răng nanh của mình đào quá đi mất. Có chuyện gì vậy Westy? Nè, dừng lại đi. Bình tĩnh lại đi mà. Gặp ai cũng được trừ nha sĩ. Đến lúc phải trưởng thành rồi bạn yêu à. Không được chạy. Ở yên ngay đây đi. Cậu không ngăn mình lại được đâu, Enix. Cậu không thoát được đâu. Bắt được rồi. Cậu sẽ phải đến gặp nha sĩ và không có thương lượng nha. Răng nanh của cậu cần được chăm sóc đó. Chúng ta đến rồi. Ngồi đi bạn yêu. Em hoàn toàn khỏe mạnh mà bác sĩ. Để bác sĩ khám xem sao nha. Thả lỏng nào cô bé. Được rồi, chúng ta đã xong. Trông mình thế nào?
Ồ không, cái này không ổn cho lắm. Đây không phải phong cách của em. Ừ, nếu em đã nói như vậy, hãy cho chị chút thời gian để sửa lại. Giờ thì tốt hơn rồi nè. Cậu thật là tuyệt vời, Wesley à. À, quái vật kìa. Nè, cẩn thận. Em rất thích thiết kế hình nhện như thế này đó. Đây nè bác sĩ, không cần thối. Hẹn gặp lại nha. Ma cà rồng đáng ghét, người sắp tiêu đời rồi. Ồ, xem ta có gì đây nào. Ngươi không thoát được đâu, Wesley à. À, lại là ngươi sao? Nhận lấy nè, đồ hút máu. Ha ha, gây sự với ta là sai lầm của ngươi đó. Anh ta định làm gì vậy? Tránh xa ta ra. Mở cửa ra coi. Mở cửa ra ngay. Như ngươi muốn. Coi như lần này ngươi thắng. Đừng bao giờ lãng vãng xung quanh ta nữa. Chúc mừng sinh nhật nha bạn yêu. Frank. Ủa, xin lỗi nha. Không sao đâu. Ồ, thời gian trôi nhanh quá à. À, ngươi đến bắt ta đi sao? Không không không, ta vẫn chưa sẵn sàng để đi. Có lẽ ngươi nhầm lẫn ta với Enix nào đó khác rồi. Chúng ta phải tạm biệt rồi, quét đi à. Không, mình biết phải làm gì rồi nè. Chào mừng đến với cuộc sống mới, Enix. Biết gì không, ngươi đúng là khá thông minh đó. Chắc là đến lúc ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại nha. Không thể tin là cậu thành công, Wesley. Vậy là mình đã trở thành ma cà rồng sói rồi. Dạ, tới lúc chăm sóc răng nanh rồi. Hả, có chuyện gì thế này? Tránh ra, không cắn cho bây giờ. Cơ mà chào nha, mình là Polly. Xấu tính dạ. Mình chỉ muốn được giúp thôi mà. Ừ, mình sẽ giúp cậu mà. Wow. Chúc mừng, cậu trở thành ma cà rồng rồi đó. Nè, cậu đi đâu vậy? Nha, mình cũng làm được. Ừ, thế thôi hả? Chắc là mình lại phải bơi. Chào buổi sáng cả nhà yêu. Ừ, lại nữa à. Chào, cậu có nhớ mình không? Ờ, nhớ lắm. Đi theo mình. Ừ, đi nào. Tốt hơn rồi đó. Tự nhiên nhớ nhà nha. Yêu, cậu thối hoắc như mùi cá ương vậy. Kinh không chịu được. Nhưng khắc phục được thôi. Đây rồi. Ồ, và thêm một thứ nữa nè. Rồi bay của cậu sẽ sáng bóng ngay thôi ấy mà. Cậu có thích không? Biến khỏi đuôi cậu ấy đi. Trông ngon quá đi mất. Ăn không khí, đừng có làm mình phân tâm. Thấy chưa, mình đã bảo là có thể sửa được mà. Chào bạn nha, cậu đến đúng giờ ghê. Được rồi, thêm những việc cần phải làm nào. Mù mắt tôi rồi. Có chuyện gì sao? Da của cậu cần mấy con đĩa. Được rồi Polly, ngồi yên nha. Cẩn thận giùm nha Kay. Nhỡ nó cắn thì sao? Muốn đẹp thì phải biết hy sinh bạn ơi. Wow. Nè, trông khá đẹp rồi đó. Thế này vẫn chưa đủ. Tới lúc nặng hết ra rồi. Tụi mình phải làm thiệt á hả? Tỉnh táo lên đi Polly. Cậu làm hơi quá rồi đó Kay. Đừng có đụng vô. Không nhúc nhích luôn. Chuyển sang kế hoạch B. Bye bye. Làn da mình láng o như em bé rồi nè. Cảm ơn Kay. Giấc mơ của mình đã thành hiện thực rồi. Polly, miệng của cậu. Việc gì cũng đến tay mình thôi. Được rồi. À nào. Ok, mọi thứ vẫn ổn. Giờ tới lúc chải răng thật kỹ càng. Trông chẳng ổn tí nào. Tụi mình phải làm gì đây? Mình biết rồi. Xem mình có gì nè Kay. Cậu là người đáng yêu nhất mà. Cậu sẽ giúp tụi mình đúng chứ? Tuyệt, vậy thì làm thôi. Hiệu quả chứ hả? Sáng quá, chói mắt quá đi. Nè, đeo vô đi. Ê, trông cũng hợp đó chứ nhỉ? Tóc của ma cà rồng lúc nào cũng phải hoàn hảo. Mình cũng muốn thử nữa, cho mình với. Hóa ra đây là lượt chải tóc à. Cuối cùng mình cũng có thể chải râu được rồi. Polly, phá hết rồi. Thôi kệ đi,
Đây, mình có thứ này cho cậu nè. Giờ có thể hôn tạm biệt bộ râu được rồi đó. Tiện thể thì tụi mình xử luôn cái đám lông mày này đi. Ta-da, tuyệt chứ. Ồ, không thể nào. Mình đẹp lên mỗi phút luôn nè. Mình nghĩ tới lúc làm tay cho mình rồi. Thôi dùng cái này đi nè. Cứ tin mình đi mà, Polly. Giờ coi tụi mình có gì nè. Hả? Cứ thử rồi kéo ra thôi. À, có chuyện gì ở đây thế mấy nàng? Oh wow, hay quá ta. Nghỉ một chút cho bữa trưa thôi nào. Ôi trời. Ngon ghê á. Ừ, gãi đúng chỗ ngứa luôn mà. Kay, giúp mình. Không sao Polly, bình tĩnh đi. Đầu tiên, phải bỏ hết cái đống này ra đã. Đấy không phải là đống này. Đấy là tình yêu của đời mình. Ừ, Polly, cậu có chải tóc bao giờ không đó? Ew, tởm chưa nè. Rồi đó, chúng mình gội đầu cho cậu thôi. Xem tốn nhiều dầu gội chưa này. Wow, đã quá đi. Đầu tóc mình sạch bóng rồi nè. Cảm ơn nha. Tụi mình chưa xong đâu. Ew, đừng có nghĩ tới chuyện đó nha bà. Rồi cậu sẽ thích thôi, mình đảm bảo luôn. Cậu nói đúng, trông mình đẹp quá đi nè. Ừ, cứ như là nữ hoàng bóng tối thật thụ ý. Nhưng chưa xong đâu. Nhìn mà học tập đây nè. Chỉ cần thêm một xíu siêu tỏi và... Wow, nước mắt cậu biến thành ngọc trai kìa. Đúng là món phụ kiện hoàn hảo cho nàng tiên cá. Biến hình làm mình kiệt sức luôn. Thôi nghỉ ngơi một chút, đắp mặt nạ chân đi nè. Chỉ cần đeo món đồ giống như tóc này vô. Thích lắm đó Polly. Ok. Cậu biết mình không có chân mà. Ha, xin lỗi. Cơ mà đợi đã, mình có một ý này nè. Đợi mình gọi điện cái đã. Alo, tôi cần bà ngay bây giờ. Wow, sao nhanh thế. Chào mấy cưng. Cho cậu ấy đôi chân đi. Ta có thể làm được việc này. Đây Polly, uống đi. Thành công rồi. Cảm giác có chân thật tuyệt. Cảm ơn bà nhiều nha Ursula. Phù thủy tốt như ta thì giá không rẻ đâu à nha, biết chưa. Của bà đây. Ta nghĩ ta sẽ lấy thứ mà ta muốn. Ô lỗ chưa kìa. Ô không, Polly, nhìn chân cậu mau đi. Cần phải vào nhà tắm ngay lập tức. Cùng giải quyết vụ này nào. Bồn tắm nào có bong bóng cũng xịn hơn nhiều. Giờ xử lý đám lông chân của cậu nha. Chiếc dao cạo này chính là công cụ hoàn hảo. Đám lông xấu xí này sẽ biến mất mà không đau đớn gì. Mượt quá à. Yeah, nhưng mà hỏng dao cạo luôn rồi. Ew, tay cậu sao thế kia. Nhìn bộ máu trông có thảm họa không chứ. May cho cậu là có mình ở đây nha. Ui, không có tác dụng rồi. Tụi mình cần bàn chải bự hơn nữa. Ok, nhìn nè. Như có bữa tiệc bong bóng xà phòng á. Móng tay cậu sạch rồi đó. Nhưng mình nghĩ chúng ta cần cắt ngắn đi một chút. Cẩn thận nha bạn ơi. Móng tay mình trông đẹp quá trời luôn. Nhưng mà có thêm lấp lánh thì đẹp nhỉ. Quá là tuyệt vời. Mình sẽ sơn móng này màu đỏ. Cậu làm tốt lắm Polly. Bộ móng này trông tuyệt lắm luôn đó. Và giờ tới phần thú vị nhất đây nè. Trang điểm. Tụi mình có đủ những thứ cần thiết rồi. Bắt đầu với kem nền nha. Sau đó là đánh khối nè. Đánh khối thật đẹp, thật cẩn thận. Đẹp nhất cái nết. Giờ thêm xíu phấn hồng vào mắt cậu nè. Kể thêm eyeliner làm cho cậu xinh hơn. Wow, trông mình đẹp quá à. Môi cậu cũng phải bóng bẩy nữa. Mà giờ, mình sẽ triệu hồi chút ma thuật lấp lánh. Đẹp quá. Và cũng đừng quên thêm chút phụ kiện nha. Mình không nhận ra mình luôn đó Kay. Nhan sắc triệu đô. Mình không thể tin được là chúng mình quên gửi nó ra. Kay, bộ đẹp nhất của mình rồi đó. Thế thì chúng mình đi thay quần áo cho cậu đi. Ở đây nè bạn nhỏ ơi. Polly bạn mình cần một chiếc váy đẹp nhất quả đất. Được rồi Polly, kiên nhẫn xíu đi. Sắp có váy để mặc rồi. Thứ này sẽ giúp hoàn thiện vẻ đẹp của cậu. Nè, cậu thấy ưng không?
Wow, như váy hàng hiệu luôn á. Keo lì tái châu quá đi à. Nhưng mà giúp mình nốt đôi giày có được không? Không thành vấn đề, mình có cả tá giày mà. Yeah, này đẹp nè. Đây, cho cậu luôn đó. Cậu là người bạn tuyệt nhất trên đời thay à. Nhưng vẫn cần cải thiện một chút. Nhìn đồ trang trí hình cá ngựa cô te này đi. Rồi, thấy đẹp không nè? Trên cả tuyệt vời luôn, Polly à. Mình nghĩ chúng mình phải tạm biệt ở đây thôi. Cậu làm gì vậy? Xin lỗi, mình sẽ không làm vậy nữa. Chà, bye Kay. Có lẽ tới lúc mình nên tìm một gia đình cho chính bản thân rồi. Bi kịch khủng khiếp quá đi. Bé Liana tội nghiệp chỉ có một mình trên đời. Có ai đó chìa tay ra giúp đỡ cô nàng với. Nhìn cưng kìa, đáng yêu quá. Muốn ăn sô-cô-la không nè? Nói thật á hả? Tôi không cần kẹo mà, cần gia đình cơ. Phải tự thân đi kiếm ba mẹ thôi. Trong khi đó, Lizzie lại có gia đình và cả kẹo nữa. Lizzie, ăn tối xong mới được ăn kẹo nha con. Gì vậy trời? Biến đi côn trùng, đây đang bận mà. Sao ai cũng tàn nhẫn với tôi chứ? Đừng lo, tôi ổn lắm mà. Ba, phải giúp cô nàng chứ. Con không sao chứ? Vâng, xin chào. Vậy con đang tìm gia đình đấy à? Đi cùng thôi nào. Ba làm vậy chắc rồi chứ? Chào mừng con đến với nhà mới nha. Đây sẽ là phòng của con nè. Được rồi mấy đứa, đợi tí, ba quay lại liền. Chào, chào chị, mình làm bạn nha. Chắc chắn rồi, có điều ở đây hơi tối quá rồi nhỉ. Thắp sáng lên nào. Ánh mặt trời kìa. Tôi không muốn tắm nắng đâu. Liana, chị đâu rồi? Có chuyện gì thế? Đừng có rọi nắng nữa, đi mà. Em xin lỗi chị, sẽ không có lần sau đâu, em hứa. Chắc hai đứa đói lắm rồi nhỉ. Của con đây. Yay, sữa và bánh quy. Cảm ơn ba. Thử đi Liana, thoải mái đi nào. Gì vậy trời? Cảm ơn ba, chắc vậy. Mấy đứa thích là được rồi. Phải tống khứ thứ này ngay lập tức luôn. May mắn là Liana chạy nhanh lắm. Hoàn hảo, có vẻ mình thoát kiếp rồi. Chị xong rồi nè. Té ra sữa cũng ngon đó chứ. Chị thích là em vui rồi. Giờ thì đi ngủ thôi nào. Chúc ngủ ngon nha Lizzie. Chị ngủ ngon Liana. Mai gặp lại. Sữa á, nghe mà thấy mắc cười. Ma cà rồng đây, không uống sữa à nha. Có vẻ như Liana khó vào giấc ngủ rồi. Chiếc giường này quá thoải mái rồi đó. Đến mức cô phát khùng luôn. Bắt tay vào làm thôi. Liana giỏi làm thủ công nghệ thuật lắm nhỉ. Và xong xuôi, như thế này càng thích hơn nè. Đây mới là giường của ma cà rồng. Mong là không làm ai thức giấc. Chúc ba và em ngủ ngon. Liana, chị còn khỏe chứ? Nụ cười của ma cà rồng phải luôn hoàn hảo. Như vậy thì phải chăm sóc răng nanh cho thật tốt. Thật buồn là Liana không thể soi gương được. Thế này đúng là làm khó mà. Chào em, cưng chịu dậy rồi à? Liana, sao em không thấy chị trong gương? Cưng đang nói gì thế? Em nhìn nhầm rồi đó Lizzie. Thấy chưa, gương chỉ bị mờ thôi. Nè, chị đi đâu vậy? Sao chị cứ là lạ sao á? Đây là gì nhỉ? Cô nàng là Maca. Ai là Maca chứ? Chả thể hiểu nổi. Qua đây nào con yêu, giờ mình sẽ ăn bữa sáng gia đình nè. Có vẻ bánh mì nướng xong rồi đây. Ba tụi mình thảo nấu nướng lắm nha. Chà, bữa sáng con muốn ăn gì nè Lizzie? Liana, chị bị làm sao vậy? Uống nước trái cây không? Buổi sáng uống nước ép tốt lắm đó nha. Tin chị đi, mấy đứa ăn ngon miệng ha. Đây là nước sốt tỏi sao? Tuyệt, món ruột đây, cảm ơn ba. Coi con bé thích chưa kìa Liana. Thôi nào, thử đi nè. Không đời nào, ý con là con đang ăn kiêng. Không ăn bánh mì và cắm tiệt tỏi luôn. À, ba hiểu rồi, vậy ăn rau củ thì sao nè? Chắc rồi thưa ba, cảm ơn ạ. Con chỉ thích ăn rau mà thôi. Nhất là cà chua đó. Liana, làm sao chị? Có phải chị vừa hút nước quả cà chua? Mấy đứa đến giờ đi học rồi, học vui đó nha chưa? Cố đạt được điểm A đó. Chào Liana đi nào các trò ơi. Từ giờ các em sẽ có bạn học mới. Xin chào. Chà, trường học trông có vẻ vui đó. Mấy bạn mới này nhìn ngon quá à. Cẩn thận đó cô gái.
Không cần cảm ơn đâu. Cậu thấy chứ, Connie, pha chụp điện thoại của mình á. Ừ, chuyện nhỏ. Chà, rõ ràng có gì đó lạ lắm mà nha. Mong mấy đứa làm bài tập về nhà rồi, vì đến giờ kiểm tra thôi. Bắt đầu. Kiểm tra hả? Chuyện nhỏ. Này, che mất ánh sáng rồi. Liana, như thế không được đâu. E rằng em ăn điểm F rồi đó. Em không nghĩ như vậy đâu, cô Penny à. Em thích điểm A lắm. Cô hiểu ý em chưa? Điểm A. Không, F. Như em muốn. Wow, ngầu quá đi à. Sao cậu làm được vậy, Liana? Tuyệt cú mèo. Điểm A, sao cũng được. Bí mật của chị là gì hả, Liana? Mình sẽ tìm ra thôi. Là thám tử vĩ đại nào cũng cần có văn phòng. Nhà vệ sinh này ổn đó. Ở đây chắc chắn là mình được riêng tư. Được rồi, Liana có hành động lạ cực kỳ. Di chuyển nhanh hơn mắt thường. Và rất sợ ánh nắng. Chị là ai hả chị gái? Động não, Lizzie, động não đi. Siêu tốc, đúng. Loại người nào sợ ánh sáng mặt trời chứ? Hiu, ta tới rồi đây. Xem ta có gì ở đây nhỉ? Em sắp mò ra rồi đó nha, Lizzie. Mình biết rồi. Chị là ma cà rồng, Liana. Giờ mình phải làm gì đây? Phải nói với ba thôi. Chị không để cho em làm như vậy đâu. Ma cà rồng không dễ từ bỏ như vậy. Chụp ảnh giúp cải thiện tâm trạng tốt lắm đó. Nhưng chả có gì làm Lizzie vui lên nổi cả. Nàng tính thức cả đêm không ngủ. Dù sao cũng có ma cà rồng thật đang ngủ sát bên người. Ngủ đi em gái. Sao ta buồn ngủ? Nhưng mình không muốn ngủ. Giờ trò đùa ma cà rồng bắt đầu nè. Lizzie sẽ hoảng lắm đi. Cho con bé trải nghiệm được làm ma cà rồng đi nào. Nhìn cặp răng xinh chứ nè. Chúc ngủ ngon nha, Lizzie. Hả? Hôm qua bị gì vậy ta? Liana cắn mình. Giờ mình thành ma cà rồng rồi sao? Tuyệt, giấc mơ điên rồ nhất của mình đó. Trò đùa khá là tuyệt đó nha. Chỉ còn vài tiểu tiết cần xử lý nữa thôi. Hoàn hảo rồi đây. Wow, không có hình mình trong gương nè. Là thật rồi, cảm ơn Liana nhiều. Nhưng trò này vẫn chưa kết thúc đâu. Giờ là mẹo với tỏi nè. Còn lâu em mới ăn được nó đó nha, Lizzie. Xong rồi, bữa sáng đây nè em gái. Mình cũng phải kiểm tra với tỏi nữa. À, đây rồi, lên nào. Eww, gì thế này? Eww, dẹp đi, từ nay không ăn tỏi nữa. Mình vẫn ăn táo được nè. Ngon hết sảy. Ái da, cặp răng nanh giả không cặp được đồ ăn rồi. Ba ơi ba, con có tin khủng khiếp lắm nè. Giờ con là ma cà rồng rồi. Ba có tin được không? Này, đùa ngớ ngẩn gì thế, Lizzie? Con bị ốm sao? Ba, ma cà rồng không có bị bệnh mà. À, em gái, đúng là bạo loạn. Buổi diễn tuyệt quá à. Phải cho cả trường thấy hết thôi. Cậu coi chưa, Polly? Cười chết mất thôi. Vậy cậu là ma cà rồng hả, Lizzie? Chà, răng nanh đâu rồi? Đừng cắn tụi tôi nha. Này, sao cậu không soi gương đi? Có gì ở đây á nhỉ? Là cậu kìa, Lizzie. Cưng chả phải ma cà rồng đâu, chỉ là tên thất bại thôi. Sao ai cũng xấu xa với mình vậy? À, xin lỗi, là do mình. Này, con bé trong video mà. Cô gái ma cà rồng ơi. Ừ, phải rồi, đo nhiệt độ đi nè. Chà, siêu hài luôn nè. Làm tốt lắm anh bạn, đập tay nào. Được rồi, Liz. Cảm giác làm ma cà rồng thất bại ra sao thế? Ở đây có chuyện gì thế hả? Chỉ mình tôi được cười nhạo em gái mà thôi. Cô không muốn gây chuyện với tôi đâu nha, Connie. Ừ, không đâu, mình thề. Đến giờ ăn trưa rồi. Lizzie rất là đói bụng. Món burger này ngon lắm nè. Lại là cô gái ma cà rồng nữa. Phải biết chia sẻ đồ ăn chứ. Nè, là của mình mà, trả lại đây. Giờ là của tôi rồi nha. Tự kiếm chỗ khác đi. Đừng hòng làm được. Chả có burger đâu anh bạn à. Nhện hợp khẩu vị của mi hơn đấy. Trả thù cho em gái. Cứu với, có ai đó giúp tôi với. Mình ghét nhện. Đợi đã, mũ mình đâu rồi? Ồ, nơi này an toàn đó anh bạn. Đúng vậy, chạy tiếp đi đồ nhát gan. Chị cứu em à, Liana. Cảm ơn chị nhiều. Ồ má, nghiêm túc thật à.
Hôm nay là ngày tuyệt vời lắm. Thì nay là sinh nhật của Liana mà. Mình nên nghĩ trò gì đó đẫm máu hơn. Ồ, ngày đặc biệt của con tới rồi à con yêu. Cả nhà cùng vui lên nào. Chào buổi sáng gia đình thân yêu. Chúc mừng sinh nhật Liana. Chúc mừng con. Ai, ai đó, đừng hòng thoát khỏi nanh vuốt này nha. Ồ, là mọi người. Con ổn chứ Liana? À, đùa thôi mà. Chà, đùa hay đấy con yêu. Giờ thì thổi bánh kem nào. Chắc chắn rồi thưa ba. Ồ, hình như có chút nhầm lẫn rồi. Bây giờ mới đúng rồi nè. Được rồi, thổi nến nào. Giờ là lúc thực hiện điều ước của chúng ta. Hôm nay mọi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Được rồi mấy đứa, chụp ảnh kỷ niệm thôi nào. Coi chụp được gì nè. Gì thế này? Liana đâu rồi? Ba thấy đó. Con, nghe con giải thích đi. Chuyện này lạ quá. Ba cần phải suy nghĩ chút. Thì ra Liana chính là ma cà rồng. Yeah, tin tốt đó nha. Giờ chúng ta có nữ hoàng bóng đêm thật sự trong nhà rồi.